Ngày 21 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tổ chức hội nghị hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã báo cáo tóm tắt hoạt động quý 1, phương hướng hoạt động quý 2 năm 2023. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ, các hộ gia đình được vay vốn. Việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện. Tổng nguồn vốn thực hiện trên 723 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất trên 55,8 tỷ đồng, đạt trên 92% kế hoạch. Tính đến hết 31 tháng 3 năm 2023, tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội trên 664 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra giải pháp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2023. Đề ra những nhiệm vụ giải pháp trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhằm nâng cao đời sống người dân, nhất là các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.